Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới trong báo cáo Doing Business 2016, tổng thuế mà doanh nghiệp Việt Nam phải nộp chiếm tới 39,4% lợi nhuận. World Bank so sánh con số này thấp hơn một số nước như Mỹ và Trung Quốc, nhưng cao hơn một số nước trong khu vực bao gồm Singapore, Thái Lan, Campuchia, Indonesia. Theo cách tính này của World Bank, các khoản được xem là thuế bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhưng không tính thuế VAT. Trước thông tin trên, Bộ Tài chính đã có những đính chính, doanh nghiệp đã có những luồng ý kiến trái chiều, và một lần nữa câu chuyện về thuế phí nóng lên hơn bao giờ hết. Hãy cùng chuyên đề tài chính thuế tuần này đi tìm hiểu và phân tích rõ hơn thực trạng công tác thuế phí ở Việt Nam ra sao, cùng đánh giá những mặt tích cực và hạn chế và tìm ra giải pháp với chủ đề công tác thuế phí ở Việt Nam. Thưa quý vị, trước hết đi vào phân tích những đánh giá của con số gần 40% mức thuế phí mà doanh nghiệp phải đóng trên tổng mức lợi nhuận, hãy cùng chúng tôi nhìn lại chính sách thuế tại Việt Nam ở một số sắc thuế và những so sánh tương quan so với các nước trong khu vực. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng thu ngân sách trên GDP của Việt Nam là 23,3%, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế phí khoảng 20,9%. Nếu trừ đi các khoản thu có bản chất từ nguồn thu khác như dầu thô, tiền sử dụng đất, thì tỷ lệ này chỉ là 15,6%, thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Bộ Tài chính cũng cho hay tỷ lệ động viên của các sắc thuế chính ở mức thấp và được điều chỉnh theo xu hướng giảm dần. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời kỳ 10 năm từ 1999 cho đến 2009, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã được điều chỉnh giảm từ mức 32% năm 1999. Theo đúng chiến lược lộ trình cải cách thuế, mức thuế suất phổ thông từ 2014 là 22%, từ 2016 xuống mức là 20% và mức thuế suất ưu đãi là 10% và 17%. Về thuế giá trị gia tăng hiện nay, mức thuế suất phổ thông của Việt Nam là 10%. Theo thống kê về thuế suất thuế giá trị gia tăng của 112 nước trên thế giới, thì có 88 nước có mức thuế suất từ 12 cho đến 25%, còn lại là 24 nước phổ biến ở mức 10%. Về thuế xuất nhập khẩu, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực hiện các FTA, tỷ trọng thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu ngân sách có xu hướng giảm, từ bình quân 9,51% giai đoạn 2005-2010, giảm xuống chỉ còn bình quân 8,31% giai đoạn 2011-2014. Về các khoản thu phí và lệ phí, theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí đã được Quốc hội khóa 13 thông qua, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, sẽ có 26 loại khoản phí và 68 khoản lệ phí được bãi bỏ, 45 khoản phí chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá. Do đó sẽ khuyến khích được nguồn lực xã hội tham gia cung cấp, qua đó có sức cạnh tranh và đưa về đúng giá thị trường. Trong một bản báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, tổng thuế mà doanh nghiệp Việt Nam phải nộp chiếm tới 39,4% lợi nhuận. World Bank so sánh con số này thấp hơn một số nước ở Mỹ, Trung Quốc, nhưng cao hơn một số nước trong khu vực. Cụ thể, tỷ lệ tại Singapore là 18,4%, Thái Lan cũng chỉ khoảng 27,5%, Campuchia 21%, Indonesia 29,7%. Theo phản ánh từ doanh nghiệp và các chuyên gia, hiện nay hầu hết doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty gia đình, đang kinh doanh rất đơn giản. Thế nhưng khi áp dụng các quy định hiện hành về chế độ kế toán thuế đối với nhóm doanh nghiệp này thì lại hết sức phức tạp. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Là doanh nghiệp sản xuất và có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, doanh nghiệp này cho biết đang sử dụng khoảng 50 cho đến 60 lao động. Hàng tháng doanh nghiệp phải chi trả một khoản tiền lương và tiền thưởng khá lớn cho người lao động. Hơn nữa, hàng năm doanh nghiệp cũng đóng góp cho ngân sách một số khoản thuế như thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu. Trước con số 39,4% khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp phải nộp, theo đánh giá của World Bank, doanh nghiệp cũng nhận thấy những tương đồng với nghĩa vụ mà mình đang phải hoàn thành. Tôi nghĩ cái mức đánh giá con số này với cái thực trạng doanh nghiệp hoạt động của chúng tôi thì tôi thấy cũng khá là phù hợp, cũng khá là chính xác. Ngoài cái thuế như là thuế VAT nộp thì còn cái thuế như là thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi đấy là chỉ cả các loại phí đó, một số cái phần phí hoặc là những cái chi phí do yêu cầu của thuế, chi phí chẳng hạn như là chi phí do chúng tôi nộp thuế trước sau đó lại hoàn sau, nó cũng mất cả nhiều thời gian, thậm chí cái đó nó còn lớn hơn con số đó.
Còn doanh nghiệp này chuyên sản xuất nhựa công nghiệp có nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Bắc. Mỗi năm đóng góp số thuế không nhỏ vào ngân sách, song bản thân lại không cho rằng thuế ăn hết vào lợi nhuận doanh nghiệp. Và doanh nghiệp này cũng cho biết mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ chịu những sắc thuế khác nhau. Bản thân cái tỷ lệ về thuế đó với từng ngành nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể so sánh một doanh nghiệp bình thường với một doanh nghiệp mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chẳng hạn. Thì một doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì hoàn toàn nó có thể lên đến một con số nào đó mà cũng không thể khẳng định được. Hoặc là với một số những cái doanh nghiệp họ kinh doanh những loại hàng xa xỉ chẳng hạn, cái thuế suất rất là cao chẳng hạn, thì nó khác. Còn với bên tôi thì tôi không nhận định rằng là thuế đã ăn hết vào cái lợi nhuận của công ty. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thay vì trước đây tính ở trên lương cơ bản, bây giờ bắt đầu chuyển sang tính trên lương cơ bản, tất cả các yếu tố được gọi là lương cộng với phụ cấp, nó làm cho cái việc mà tăng cái đóng bảo hiểm, kể cả cái phí công đoàn đó, đối với một doanh nghiệp có thể tăng lên gấp 2 lần, thậm chí có thể tăng lên gấp 3 lần tùy theo từng doanh nghiệp. Và như vậy thì đó hoàn toàn cũng có thể là một gánh nặng. Trước băn khoăn trên của doanh nghiệp và theo lập luận của World Bank, mới đây theo lý giải từ phía Bộ Tài chính, các khoản đóng góp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thì không thuộc về khoản huy động tài chính của nhà nước, mà đây là các khoản đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo các chính sách an sinh cho bản thân người lao động. Vì vậy, những thông tin gộp cả những khoản đóng góp này vào để cho rằng thuế ăn vào lợi nhuận doanh nghiệp là không chính xác. Phía các chuyên gia tư vấn thuế và các luật sư cũng đồng tình với quan điểm của phía Bộ Tài chính. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là các khoản chi phí hợp lý, và các khoản chi phí đó làm gia tăng chi phí sản phẩm, chứ không phải là nó được tính là khoản sau thuế. Đây là các khoản chi trước thuế. Như vậy thì với cái nhận định của World Bank, ở đây là lợi nhuận và phải chi đến 39,4 lợi nhuận. Ở đây chúng ta không nên hiểu như thế, bởi vì liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến các cái hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc là cái chi phí đấy nó cấu thành để nó tạo ra sản phẩm, thì tất cả những chi phí đấy đều là chi phí trước thuế. Cho nên là tôi cho rằng cách hiểu đấy là không đúng. Việt Nam đang đứng trước cơ hội hội nhập về kinh tế kể từ năm 2016 khi hàng loạt các hiệp định thương mại lớn và quan trọng bắt đầu có hiệu lực. Rõ ràng việc tìm ra những giải pháp thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, giảm áp lực gánh nặng về thuế phí là điều mà nhiều doanh nghiệp mong mỏi. Thì chúng ta chưa được chuẩn bị nhiều lắm cho cái cuộc hội nhập này. Nên là cái việc mà nộp một làm doanh thu 10 đồng và nộp 4 đồng doanh nghiệp với cái loại hình doanh nghiệp và với cái năng lực quản trị của chủ doanh nghiệp như hiện nay, tôi cho 10 đồng doanh thu và nộp 4 đồng là nặng. Nặng bởi vì họ cảm giác là họ đang cô độc, họ đang cô đơn trong cái thị trường đang hội nhập như thế này. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái công khai nó đủ độ và minh bạch nó đúng thì chắc chắn những cái tiêu cực, những cái nhũng nhiễu nó sẽ không còn, các cái tiếng kêu ca phàn nàn nó sẽ giảm thiểu đi. Và đặc biệt là trong công tác quản lý thuế thì chúng ta phải cố gắng giảm thiểu nhiều cái quan hệ trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế càng tốt. Ông muốn cho nền kinh tế Việt Nam mà tới đây sẽ dựa cơ bản trên cái nền tảng tư nhân ấy, tức là cái lực lượng tư nhân nó phát triển được để cạnh tranh được, thì khung khổ chính sách, cái môi trường chính sách của nhà nước tạo ra cho khu tư nhân phải như thế nào, cho thị trường phải như thế nào. Thế ông mà cứ đi luộc, ông chỉ có luộc với nặng không ấy thì không được. Đấy, mà ông phải là cái tinh thần là phục vụ, tinh thần là hỗ trợ tối đa cho cái khu vực tư nhân nó phát triển. Trong đó là có những cái chuyện là trói buộc về mặt chính sách, có câu chuyện gọi là ông thu nhiều quá, ví dụ thế, phí rồi là thuế nó không rõ ràng, thì như thế là không được. Theo phản ánh từ doanh nghiệp và các chuyên gia, hiện nay hầu hết doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty gia đình đang kinh doanh rất đơn giản. Thế nhưng khi áp dụng các quy định hiện hành về chế độ kế toán thuế đối với nhóm doanh nghiệp này thì lại hết sức phức tạp. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo quy định của Bộ Tài chính từ niên độ kế toán 2015 trở đi, căn cứ vào loại hình quy mô doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng thông tư số 200 năm 2014 mới được ban hành, hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo quyết định số 48 năm 2006. Theo bà Nguyễn Thị Cúc,
chuyên gia tư vấn thuế cho rằng, tại quyết định số 48 năm 2016 của Bộ Tài chính, mặc dù được đánh giá đã rút gọn hơn trước, nhưng chế độ kế toán này vẫn còn rất phức tạp và gây khó khăn về khoản chi phí tài chính, đồng thời cũng tiềm ẩn những rủi ro tài chính cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ví dụ ở các cái doanh nghiệp, ví dụ 10 người đã thành lập doanh nghiệp rồi đúng không ạ? Và trong một cái doanh nghiệp gia đình thì rõ ràng có khi họ cũng không cần đầy đủ tất cả các chế độ báo cáo tài chính phải gửi cho sở kế hoạch thống kê, rồi sở gửi cho sở tài chính, gửi cho cơ quan thuế. Họ rất là đơn giản, họ chỉ cần là cái báo cáo để tính thuế thôi v.v. Rồi lại nhưng mà trong cái quy định của mình, cái hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách, sổ cái v.v. vẫn rất là đầy đủ, và như vậy nó quá phức tạp và người ta không thể nào làm được. Và khi người ta không làm được thì có khi người ta lại đi thuê ngoài. Thuê ngoài mà thuê những cái bộ nơi tốt mà có chứng chỉ thì quá đắt. Còn nếu như thuê những cái nơi mà không có điều kiện thì dẫn đến là rủi ro. Chẳng hạn như là những quy định về kế toán rất là phức tạp, về việc thuê kế toán, về việc tổ chức các hoạt động về kế toán và kê khai thuế rất là phức tạp. Và dẫn đến tình trạng là hầu như doanh nghiệp không có khả năng để thực hiện, đặc biệt là những doanh nghiệp siêu nhỏ. Những doanh nghiệp dưới quy mô 1 tỷ chẳng hạn, mặc dù cái lượng doanh nghiệp rất là nhiều, nhưng mà họ không có đủ khả năng để thực hiện. Do vậy trên thực tế là quy định ban hành nhưng mà doanh nghiệp không thực hiện, và hoặc là thực hiện không đầy đủ. Điều này dẫn đến cái pháp luật không nghiêm, và đây là một yêu cầu rất là bức thiết, cần phải thay đổi cái khung khổ pháp luật làm sao cho nó phù hợp hơn với đa số các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Còn trên góc độ đối với doanh nghiệp này thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu, bản thân doanh nghiệp chia sẻ với quy định hiện hành liên quan đến hoàn thuế cũng đang gây khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay cái vận hành chính sách thuế của chúng ta ấy, thì tôi thấy rằng nó cũng có những nhiều bất cập mà gây đến ngoài thuế ra. Thì nó gây những cái khoản chi phí không đáng có cho doanh nghiệp, mà điều này cũng vô hình dung nó làm đội lên cái chi phí cho doanh nghiệp. Ví dụ như tôi lấy mặt hàng chè chẳng hạn, thì đối với một số tỉnh thì có thể cùng mặt hàng đấy, thì các doanh nghiệp khác nhau họ xuất với các mức thuế xuất khác nhau. Đấy, bởi vì cái thuế địa phương người ta quan niệm đấy là 5% bằng 10, tôi lấy mặt hàng chè sơ chế có nơi thì lại xuất là 10%, có nơi lại 0%, có nơi 5%, nó chưa có được sự thống nhất trong cái vận hành đó. Thêm mà nữa khi nhập những mặt hàng đó về thì chúng tôi lại xuất khẩu. Thì sau đó thì sau một thời gian, ví dụ như là quy định trong bình thường là một năm thì anh được hoàn khoản đấy, trừ trường hợp là thuế VAT của anh phải hoàn trong tháng là khoảng 300 triệu trở ra thì anh mới được hoàn. Tuy nhiên thì cái mức 300 triệu tương đương với khoảng 450 thì cái mức đấy xuất thì chắc là phải dành cho một doanh nghiệp nó không phải vừa nhỏ, nó hơi lớn một chút. Gọi cấp độ trung bình thì họ làm được những cái đấy thì mới đảm bảo được rằng người ta có khoảng 300 triệu phải hoàn một tháng. Còn bình thường các doanh nghiệp vừa nhỏ thì 2-3 công hàng thì tôi nghĩ là cái doanh thu đạt được để mà tương ứng mức VAT khoảng 300 triệu một tháng là cũng không đạt. Đại diện Ban Cải cách và Hiện đại hóa Tổng cục Thuế đã thẳng thắn nhìn nhận về thực trạng những thủ tục phức tạp và tỷ lệ chi phí tuân thủ về chế độ kế toán thuế đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ở mức cao hơn cả những doanh nghiệp lớn. Thì cái tỷ lệ chi phí về tuân thủ về chế độ kế toán và thuế trên tổng doanh thu của cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó lớn hơn rất là nhiều lần so với các doanh nghiệp lớn. Và người ta tính theo cái cách nhìn của doanh nghiệp, theo cái chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. Thì người ta cũng muốn là nếu mà như vậy thì các cơ quan thuế, cơ quan tài chính thì cần phải là đơn giản hóa các thủ tục hành chính mẫu biểu đi. Thực ra thì chúng tôi đánh giá rằng lĩnh vực thuế kế toán nó ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Nếu mà những cái giấy phép kinh doanh khác nó có thể chỉ ảnh hưởng đến vài ngàn doanh nghiệp, cùng lắm là khoảng mười mấy ngàn doanh nghiệp. Nhưng mà trong lĩnh vực thuế và kế toán thì ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nếu mà đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn thì các doanh nghiệp sẽ hoạt động thuận lợi hơn. Về cải cách trong thời gian tới, tôi cho rằng Việt Nam cần áp dụng những thông lệ tốt nhất của quốc tế. Thực hiện những cải cách của mình, ví dụ như hiện nay chúng ta có thể kê khai qua mạng, thì nó sẽ giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan thuế. Thứ hai là hình thức quản lý phân loại rủi ro. Cũng là một hình thức tốt bởi vì sao? Với việc quản lý này, dựa trên rủi ro, cơ quan thuế sẽ tập trung vào những đối tượng nộp thuế mà không tuân thủ hoặc tuân thủ kém. Qua đó sẽ làm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tài chính thuế của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.